báo chí phương Tây tung tin đồn Intel hủy đầu tư ở Việt Nam và sự thật như tát vào mặt. Xin chào các bạn, lại là Great Việt Nam đây. Việt Nam chỉ được cái gáy to chứ nước ngoài ai mà thèm đếm xỉa đến Việt Nam nên biết mình là ai. Con hổ châu Á đồ đó nhục quá Việt Nam ơi. Việt Nam còn ôm sổ hộ nghèo mà mơ mộng nhiều quá, đầu tư vào Việt Nam rồi ôm nợ chứ được gì đâu. Người ta sang Thái, sang Hàn, sang Nhật chứ sang Việt Nam làm gì? Là những lời bình luận của những thành phần cố tình hạ thấp chính đất nước của mình, được bình luận dưới một bài báo chưa được xác thực với tiêu đề Intel đã quyết định hủy bỏ kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam. Tin tức này đã gây ra nhiều lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Trên mạng xã hội, nó được lan truyền chóng mặt và nó đã trở thành một cái cớ hoàn hảo cho các thành phần phản động, xúc phạm cũng như hạ thấp nhân phẩm của đất nước ta. Vậy câu chuyện thật hư ra sao? Hãy cùng Great Việt Nam tìm hiểu nhé! Các bạn thân mến, chỉ một thời gian ngắn sau khi thông tin hủy đầu tư được lan truyền trước sự công kích và vùi dập quá bất ngờ của cư dân mạng, tập đoàn Intel đã chính thức lên tiếng và bất ngờ thấy công ty này chưa bao giờ có kế hoạch mở rộng đầu tư mới tại Việt Nam. Họ vẫn đang thực hiện những dự án dang dở một cách hoàn toàn bình thường và không có gì thay đổi. Vậy tin tức cho rằng Intel hủy đầu tư là ở đâu ra? Vâng, đó chính là một trang tin khá quen thuộc với chúng ta, tờ Reuters. Vào ngày 8 tháng 11, trên báo chí, đích thân ông Kim Huat Oi, Phó Chủ tịch Tổng Giám đốc Intel Product Việt Nam cho biết, nhà máy Intel Việt Nam chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện đầu tư theo các giai đoạn đã cam kết và vận hành hoạt động sản xuất ổn định, không có chuyện hủy kế hoạch gì cả. Ông Kim Huat Oi nhấn mạnh. Theo ông, Intel Việt Nam, nhà máy có vị trí quan trọng trong hệ thống các nhà máy lắp ráp, kiểm định chip của Intel trên toàn cầu. Hiện tại, nhà máy Intel Việt Nam đang đảm nhiệm sản xuất các sản phẩm vi xử lý Raptor Lake thế hệ mới nhất và vi xử lý thế hệ tiếp theo Metro Lake. Tổng sản lượng của nhà máy tại Việt Nam đang chiếm hơn 50% sản lượng trong hệ thống nhà máy đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Intel còn cam kết là đối tác lâu dài, tin cậy và tiếp tục đồng hành với Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Nhìn nhận về môi trường đầu tư của Việt Nam, ông Kim Huat Oi cho biết Intel luôn đánh giá cao môi trường chính trị xã hội ổn định của Việt Nam, sự sẵn sàng của lực lượng lao động trẻ và tài năng cũng như vị trí địa lý nằm ngay trung tâm châu Á. Những điều kiện này khiến Intel tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Nói cách khác, không có chuyện Intel hủy bỏ đầu tư như báo chí phương Tây đồn đại và cũng không có chuyện Việt Nam vì thiếu điện mà nhà đầu tư nước ngoài quay lưng, như một bộ phận cư dân mạng tranh cãi mấy ngày qua. Vậy trước những lời minh bạch từ Phó Giám đốc Kim, người Việt ta đã phản ứng thế nào? Hãy cùng Great Việt Nam điểm qua một số bình luận đáng chú ý nhé! Báo Anh nhìn uy tín thế mà hóa ra cũng là báo lá cải à? Ôi, những bình luận ngu ngốc tự giết chết mình! Intel Việt Nam vẫn hoạt động bình thường và khả năng mở rộng đầu tư. Nói thật chán cho nhiều người, doanh nghiệp nước ngoài thì tung hô, trong nước thì chê chê, vùi dập nói xấu. Không giúp gì thì thôi đi, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sang nước khác thì hả hê, trong khi cứ đòi đất nước phát triển, trong khi nguồn lực còn yếu, công nghệ chưa có, nhiều công nhân đang còn thất nghiệp, chưa đủ việc làm, nên công ty nước ngoài nào đầu tư mà không gây ô nhiễm môi trường quá thì nên hoan nghênh. Thông tin rất hay và kịp thời để định hướng dư luận trong nước. Phải biết phân biệt nguồn tin do Intel công bố chứ, chẳng lẽ họ không công bố trên trang tin của họ mà phải lên trang tin khác đăng tin. Sự việc Intel hủy bỏ kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam là một bài học đáng giá cho chúng ta. Nó cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội. Một thông tin chưa được xác thực, dù chỉ là một tin đồn nhỏ, cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự mất niềm tin của người dân vào chính phủ và đất nước. Bên cạnh đó, sự việc này cũng cho thấy một bộ phận người Việt Nam vẫn còn có những suy nghĩ tiêu cực, thiếu khách quan về đất nước của mình. Họ sẵn sàng tin theo những thông tin xấu, độc hại, thậm chí là xuyên tạc về Việt Nam mà không cần tìm hiểu kỹ thực hư. Điều này cần được thay đổi để chúng ta có thể xây dựng một xã hội tích cực, đoàn kết, hướng đến tương lai tốt đẹp. Để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, chúng ta cần nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin, đặc biệt là trên mạng xã hội. Khi tiếp cận một thông tin, chúng ta cần tìm hiểu kỹ nguồn tin, xem đó có phải là một nguồn tin uy tín hay không. Chúng ta cũng cần tỉnh táo trước những thông tin mang tính kích động, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những suy nghĩ tích cực, lạc quan về đất nước của mình. Chúng ta cần tự hào về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và tin tưởng vào khả năng phát triển của đất nước trong tương lai. Và video đến đây là hết. Bạn thấy thế nào? Hãy để lại comment cho chúng mình biết với nhé! Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho chúng mình có thêm động lực làm nhiều clip thú vị hơn nữa nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.